Dâm bụt Đài Loan nha anh em, hay còn gọi là cây linh đen hoặc là cây cha nha. Tòng Văn Nhân đế cũng khá. Cái này mình phải nuôi cái này lặt lá nhiều lần nó mới rút nhỏ lại. Bự hơn ngón tay cái, thằng bự hơn ngón tay cái.